Em trai ca sĩ Phi Nhung bày tỏ nguyện vọng được đưa thi hài chị về Mỹ để gia đình nhìn mặt lần cuối. Với nỗi đau thấu tâm can khi chị con ra đi, chúng con giờ chỉ có duy nhất một khát khao là được gặp lại chị, gặp lại mẹ, dẫu biết rằng đây là lần gặp cuối trong đời, không thể nào nhìn thấy chị mãi mãi. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến khó lường nên hậu sự của Phi Nhung bị hoãn lại. Trong khi đó tại Mỹ, con gái và gia đình cố nghệ sĩ đã tổ chức lễ cúng thất đầu tiên và trông ngóng tin người quá cố từng ngày. Wendy Phạm, con gái ruột ca sĩ Phi Nhung, từng viết tâm thư cầu xin để được đưa thi hài của mẹ từ Việt Nam sang Mỹ để nhìn mặt lần cuối. Rạng sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, em trai ruột ca sĩ Phi Nhung cũng lên tiếng trình bày nguyện vọng, mong các cơ quan chính quyền tạo điều kiện để thi hài cố ca sĩ được chuyển về Mỹ. Không nén được nỗi đau thương, anh Tommy bày tỏ, với nỗi đau thấu tâm can khi chị con ra đi, chúng con giờ chỉ có duy nhất một khát khao là được gặp lại chị, gặp lại mẹ, dẫu biết rằng đây là lần gặp cuối trong đời rồi, không thể nào nhìn thấy chị mãi mãi. Sau 10 ngày ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, em trai ruột cũng như bạn bè rất đau buồn và xót xa vì thi thể người quá cố đang lạnh lẽo cô đơn tại bệnh viện. Mỗi một ngày chưa thấy mẹ thấy chị về là một ngày đứt ruột, thương lắm nằm chờ trong bệnh viện, chúng con chỉ cần chị, chỉ cần mẹ thôi, cho chị về bên chúng con bằng hình hài như khi xưa được không? Em trai ruột ca sĩ Phi Nhung gửi lời thỉnh cầu. Con gái ca sĩ Phi Nhung từng viết tâm thư tha thiết mong được nhìn thấy mẹ lần cuối. Sau 10 ngày gánh chịu nỗi đau mất mẹ, Wendy Phạm phờ phạc trông thấy, nhưng luôn túc trực bên bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung tại chùa. Ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn ra đi vào lúc 12h15 ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi qua đời, cố ca sĩ đã hai lần âm tính với SARS-CoV-2. Nghệ sĩ Việt Hương là người được gia đình ủy quyền để lo các giấy tờ, thủ tục tang sự, nhưng đến hiện tại nữ danh hài vẫn chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời, phát ngôn của vợ cũ Huy Khánh gây tranh cãi. Phát ngôn của vợ cũ Huy Khánh về sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ Phi Nhung được cho là có nhiều vấn đề. Đã 10 ngày kể từ khi Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, để lại sự nghiệp tài hoa và một người con ruột, 23 con nuôi bơ vơ trên trần thế. Trong số 23 đứa trẻ có những em mồ côi từ thuở lọt lòng, được cố ca sĩ nhận nuôi chậm bẩm, giờ lại thêm một lần mồ côi. Cho đến giờ lễ tang chính thức của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa được cử hành. Ngày gửi thi hài cô sang Mỹ cho con gái Wendy để lo tang sự cũng chưa được lên lịch. Nhiều người bày tỏ xót xa thương cho nghệ sĩ tài năng ra đi vào thời điểm khắc nghiệt của dịch bệnh. Trong bối cảnh ấy, vợ cũ Huy Khánh bỗng có phát ngôn lạ. Chia sẻ lại một đoạn clip cố ca sĩ Phi Nhung đang vui đùa, hát ru với những con nuôi trước giờ ngủ. Lương Hoàng Anh cho rằng, mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi là hoàn toàn đúng ý trời. Vợ cũ Huy Khánh lý giải, cõi nhân gian ô trọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u mình ngu dốt. Họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần và ra đi thanh thản, vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ. Có thể hiểu phát ngôn được viết trên trang cá nhân có tích xanh này của Lương Hoàng Anh đang tôn vinh sự thánh thiện, tư chất trong sáng của cố ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên cách cô này đặt vấn đề đang vấp phải tranh cãi lớn của dân mạng. Thấy chị này hơi mê tín sao ấy, nói cuộc đời là cõi tạm, chỉ là cách để an ủi người ở lại thôi, chứ sự sống vẫn là đáng quý. Ca ngợi ai thì ca ngợi, nhưng nói người khác là người phàm ngu dốt, cõi nhân gian ô trọc, thì không hiểu ẩn ý sâu xa của chị là gì. Không có gì là ý trời ở đây cả, đó là sự khốc liệt của dịch bệnh. Virus không phân biệt người nổi tiếng hay không, người tốt hay không đều có thể ra đi. Chị nói mà không suy nghĩ kỹ à. Một số dân mạng phản ứng. Lương Hoàng Anh là nhân vật thường có nhiều phát ngôn gây tranh cãi về nhiều vấn đề. Cô từng chê hoa hậu Hồ Hèn-Nhê là quê mùa khi đi dép tổ ong. Chê hoàng hậu Nhật kém văn minh vì không niềng răng. Cô cũng từng bán tỏi cô đơn với giá cắt cổ sau khi phao tin tỏi ở đảo Lý Sơn đã bị nhiễm độc nghiêm trọng và bị phạt 12,5 triệu sau phát ngôn này. Rộ tin thi hài Phi Nhung được âm thầm đưa về Mỹ bằng chuyên cơ riêng thực hư ra sao? Trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan tin đồn thi hài Phi Nhung đã được đưa về Mỹ gây hoang mang dư luận. Cụ thể trên YouTube vài ngày qua xuất hiện nhiều video có tiêu đề
thi hài ca sĩ Phi Nhung đã về đến Mỹ trong hôm nay. Phi cơ riêng đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ an toàn, hút hàng triệu lượt xem. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng đông đảo người dùng mạng xã hội đã vào phần bình luận để lại lời tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, nhiều khán giả nhận ra những hình ảnh trong các video trên là sản phẩm cắt ghép. Theo đó, người làm video đã dùng nội dung từ nhiều nguồn khác nhau rồi gán ghép hình ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm kích thích sự tò mò để lôi kéo người xem. Trước đó, nhiều khán giả và nghệ sĩ cũng lên án gay gắt về tình trạng các kênh YouTube bất chấp câu like, câu view sản xuất thông tin giả, sai sự thật. Phía nghệ sĩ Phi Nhung cũng lên tiếng bác bỏ tin thi hài cố nghệ sĩ Phi Nhung đã về Mỹ. Người đại diện cho biết suốt thời gian qua trên mạng liên tục xuất hiện các thông tin bị đặt về Phi Nhung. Vì vậy, khán giả cần tỉnh táo chọn lọc những nguồn tin chính thống để tránh bị người khác lợi dụng vì mục đích cá nhân. Trước đó, người thân tại Việt Nam dự định tổ chức lễ tưởng niệm nghệ sĩ Phi Nhung vào ngày 4 tháng 10 tại Tu viện Khánh An, nhưng sau đó thông báo tạm hoãn. Ban tổ chức cho biết lượng khách đến viếng đăng ký khá đông, cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang căng thẳng, nên ekip quyết định tạm hoãn lễ tưởng niệm giọng ca Bông Điên Điển, dời vào thời điểm thích hợp. Phi Nhung qua đời vào ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian dài chống chọi với COVID-19. Thông tin khiến khán giả, nghệ sĩ trong và ngoài nước vô cùng bàng hoàng. Tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương được gia đình Phi Nhung ủy quyền làm đại diện. Hiện cô đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của Phi Nhung. Phía Việt Hương xác nhận với chúng tôi rằng mọi người đang cố gắng lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ sớm nhất để đoàn tụ cùng con gái ruột. Từ ngày 30 tháng 9, người thân đã lập bàn thờ tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng. Hàng loạt sau việc đã gửi vòng hoa đến viếng để bày tỏ sự tiếc thương tới cố ca sĩ. Tại Mỹ, con gái ruột Wendy, em trai và những đồng nghiệp thân thiết cũng làm lễ cầu siêu, tiễn biệt giọng ca sinh năm 1970 lần cuối. Chuyện linh thiêng tại lễ cúng cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mẹ Phi Nhung đang bên cạnh con gái rồi nè. Đã hơn một tuần kể từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, điều này vẫn khiến cho đông đảo khán giả, bạn bè và người thân không thể tin được. Dù vậy, mọi người vẫn nén nước mắt vào trong để lo liệu cho giọng ca Bông Điên Điển ngày nghỉ. Mới đây, một câu chuyện được kể lại bởi chuyên gia makeup Nhật Bình, một người bạn thân của cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động. Mẹ Phi Nhung đang ở bên cạnh Wendy Phạm và cả nhà mình rồi nè, linh thiêng lắm, thương. Chuyên gia makeup Nhật Bình đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, trong clip được ghi lại bàn cúng của cố nghệ sĩ Phi Nhung, một chiếc muỗng đang được đặt lên bát bỗng dần rơi xuống mà không có bất kỳ tác động nào. Sau đó, một chú bướm bướm nhỏ cũng xuất hiện. Hai chi tiết này được nhiều người cho rằng giọng ca dù anh nghèo vẫn luôn ở bên cạnh con gái Wendy. Dòng chia sẻ của makeup Nhật Bình được đông đảo khán giả quan tâm và ai ai cũng cảm thấy xúc động khi những hình ảnh nói trên được đăng tải.